Hello, buổi sáng. Hello, Bóng không? Honey. Bóng không? Rồi, Mr. Hồng Năm đánh bóng Xiên 3 chưa? lần. Hello, buổi sáng cả nhà. Hôm nay á, nhà Hường thức sớm nè. Tổng vệ sinh nhà cửa anh Hùng làm xe thì Hường tổng vệ sinh ha. Giờ Hường giặt cái này phải đem ra phơi, nó không khô anh ạ. Gì? Anh lấy cái này xuống giùm em đi. Cái nào? Đó, cái này để Hường đem ra đây Hường phơi nè các bạn. Cái xào này nè anh. Nó Hường nhờ anh Hùng lấy cái này ra để Hường phơi với các bạn. Ừ. Tháng 8 mà còn đã hơn mùa hè nữa cả nhà. Mùa hè năm nay nó vô trễ á. Đó, Hường phơi ha. Hôm nay bên Huyền nắng đẹp lắm cho nên là Hường đem cái mền này ra Hường phơi á, mới giặt đó các bạn. Đó. Mùa thu vô rồi cho nên trời lạnh là không có thể đắp cái mền đó được ha. Mình sẽ cất cái mền đó ở đây á các bạn. Mùng mền rồi nó cũng có theo mùa nữa, giống như quần áo vậy đó. Mùa hè thì lấy mấy cái đó ra đắp, bắt đầu mùa thu lấy cái mền hơi dày dày chút, và mùa đông thì cái mền dày hơn ha, tốn kém lắm cả nhà ơi. Giống như là lấy cũng vậy đó, lấy cũng có đồ bốn mùa đi học á các bạn. Đó, bây giờ thì Huyền vô Huyền tổng vệ sinh nhà của Huyền. Nho nè. Cây nho này hết mùa năm nay á, Huyền sẽ bứng nó ra cái giàn phía sau nhà, phía cửa trước của Huyền á các bạn. Còn ở bên đây là cửa phụ thôi ha. Đó, bây giờ vô tổng vệ sinh hút bụi. Có cái bà này nè, bụi bặm dữ lắm luôn. Đây nè. Nhà Huyền có cái máy hút bụi này ha. Nó âm ở trong nhà đó, rồi bắt đầu nó cho vô trong cái ống này đó. Thường thì những cái nhà mới cất sau này người ta làm những cái máy hút bụi như thế này nè. Có cái ống ha, ở trên lầu có một cái lỗ để gắn vô, ở dưới này cũng có một cái. Thì bây giờ Huyền sẽ lấy ra Huyền hút bụi cả nhà Huyền cho nó sạch các bạn. Xiên quá trời xiên. Ồ, y chang mùa hè luôn á. Huyền mới mướn ông thợ rửa xe về nhà, các bạn làm cũng giỏi lắm. Bóng không? Láng bóng mà. Thợ không công ngay cho ăn cơm ngày hai bữa. Này cũng thất nghiệp quá. Mở rửa xe hả? Mỗi chỗ rửa xe ngon lành lắm. Chỉ cần ăn cơm ngày hai bữa thôi, rửa cái xe láng bóng luôn. Máy này ảnh giỏi lắm, anh Hùng á. Trời ơi. Dạ. Coi bà Bella kìa anh. Bà nằm gì dài ườn như nói nó biết rồi sao lại đây con. Cơm. Giỏi dữ. Ồ, hôm nay trời quá đẹp luôn á. Để em 67 độ mà. Ừ. Mùa thu á các bạn mà vậy á. Mà có điều ban ban đêm thì nó hơi lạnh thấy anh ha. Mùa hè thì ban đêm nó cũng lạnh nhưng mà ngộ lắm các bạn, ban ngày thì vậy đó, cái ban đêm nó sụt xuống cả 10 độ vậy đó. Bella. Ê cưng quá à. Em không có một miếng gió luôn cả nhà ơi. Thích lắm. Hello cả nhà. Hôm nay cả nhà Huyền đi ăn sáng xong đi hai bắp lần nữa ha các bạn. Với lại vô đây mua chì để mà
làm câu cá á các bạn, mấy cái chì á. Rất nhiều nhiều em uống đấy. Lúc này mama tập uống cà phê. Mua này. Trời ơi, em đang vô giảm cân đó. Em đang muốn giảm cân đó mà cứ mua bánh cho em ăn à, kỳ dữ. Đi ngang qua nó sợ thèm. À, anh Hùng đang mua bánh mì á, cha lát đang đợi. Cà phê chim tê ma các bạn. Cúc phi. Mì nè, bô lê nè, bô lê ở đây làm ngon. Ờ, Hùng thích ăn nho các bạn. Nho nè, lát nho. Nhà nho này ăn đi con. À, mấy cái lồng của Huyền mua nè các bạn, 550 một lồng. À. Lồng này thì chắc cứu dữ lắm. Ừ. Mấy năm mà đâu hư đâu. Nó hơi vụt vụt, cái dây mình buộc lại nó dễ các bạn. Nó xét luôn nè, nó bọc hết rồi nè, thấy chưa? Nó bọc xét á. Ừ. Mà các bạn biết không, Huyền định kiếm cái cỡ nửa cái này thôi. Cho nó nhẹ anh Hùng á. Nó nhẹ quá, to. Vậy hả? Em thấy anh kéo rồi. Cái lồng gì bự dữ. Ủa cái lồng sao không thấy lỗ? Cái lồng này chắc nó rộng gì vậy ha. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao em thấy cái lỗ đâu hết vậy? Ủa cái lồng này là lồng gì ha? Lồng chó hả? Lồng gì ta? Hùm mía. Hùm mía hả? Ừ nó để là hùm mía. Ủa rồi nữa mình làm cái lỗ ở đâu? Ủa cái lồng bắt tôm hùm này cả nhà. Đang đứng xa xa. Ủa, cho các bạn coi hả? Nha. Đó, cái lồng bắt tôm hùm á. Không hiểu ta. À, chứ bỏ nó dày rồi bắt đầu nó để nó ăn vô đây nè. À. Rồi mình kéo lên hả? Em nó không chạy hả? Em không biết. Nếu như vậy thì nó làm cái này chi nữa ta. Lỗ hả? Ừ. Nó cái lỗ nó chui vô chứ. Hết dày mình tự khoét lỗ. Ờ, dám. Như kỳ vậy. Mà có cửa mà. Cái lỗ vậy không biết nữa. Thôi đi mua chì nhanh đi. Đây này, đây nè cả nhà, mấy cái loại này là câu cá nục này, cái này dễ vuột ha. Cái này hôm bữa mình mua nó bị vuột nè. Cái này nó cuột thế chắc mà vuột gì, nó đứt cái kim tiến á. Thì mua đại đi, mua đại đi. À nhưng mà nó còn cái lông. Do lông cái đây nó cũng dễ đứt mà hả? Nay cũng xài được, xài được hết à. Mấy cái này nè, nó ngon hơn rồi lắm đi. Mấy cái này là để câu cá nục rồi nghe các bạn. Gọi là mồi lông thì nó vậy đó. Nó không có, nó không có mà cần mồi ha. Mặt cái này nó bán hết rồi ha. Đây nè anh, cái này chiếu chiếu nè. Mấy cái đây này nó bén dữ lắm nè. Về ra thay nha. Nó vừa có cái này vừa có lông. Nhiều luôn nghe chứ ha. Để con lại con coi đi. Alex lại coi đi rồi mẹ lại. Ờ mua để dành thôi. Lưỡi câu, cái lưỡi câu nhà mình còn nhiều lắm anh, nguyên một bọc luôn á. Đó. Đó các bạn, ở đây bán nè, này mồi giả nè. Lúc trước Huyền với Hùng cũng mua hộp mồi giả hả? Nó bằng cao su không á? Câu chẳng có dính gì. Đó. Chì nè anh. Chó hả? 10 kg. Các bạn ơi bây giờ Mr. Hùng mua 10 kg than này để mua bắp hồi về đầu tuần tụi Huyền sẽ nướng nha. Người ta chỉ chơi cuối tuần còn nhà Huyền là chơi đầu tuần, chơi nó ngược lại. Lấy bao bự ha anh hả? Than này than củi không phải than chiều phải không? Than củi. Than này nó cháy nhanh lắm hả? Em không biết nữa mà hình như than củi nó tốt hơn than đá không? Wow. Đó, nè. Vài bữa nữa, vài bữa nướng bắp. Nướng mắm nướng cá nha cả nhà, ra ngoài sân vườn á. Mùa thu ra ngoài nướng ấm mà nhìn nó cu sơ ly nữa. Nó có chút ba bơm. Nè mình sẽ trả tiền ha. Hai cha con Alex kìa. Alex đi lần nào cũng đòi mua đồ chơi hết á. Hôm nay bên Huyền trời nắng lên lại các bạn, ấm dễ sợ ấm luôn. Ôi, tụi Huyền đang trên đường đi hái bắp tiếp nha các bạn. Được hai nè. Ờ, cái cảnh đẹp quá, người ta đang gặt lúa mì kìa các bạn ơi. Ờ, lúa mì chín. Ở trong đó cũng nguyên một đàn bò luôn. Vô mình quay nha. Sao?
đậu được anh. Wow, đẹp quá. Đẹp ghê. Ừ, hồi nữa mình đi dưới kia quá trời đẹp luôn á. Có mây chưa? Đẹp quá à. Ở ngoài nhìn đẹp lắm, ngay cả nhà như một bức tranh luôn. Các bạn thấy ở đây người ta cắt cỏ không? Ừ, nhìn cái này còn mê lắm luôn. Nói để hôm nào vô chụp hình đó mà chưa có cơ hội để chụp. Hôm nay thấy đẹp quá nè. Tháng 7 mình đi Hoài Trang. Tháng 7 mình đi không ạ? Xa ra đây nè. Đó các bạn. Đẹp ha. Có chị hỏi Huyền hái bắp ở đâu ha. Thì Huyền hái chỗ này nè chị ơi. Ở đây là ở CN ha. Vô cái này nè, hộp bestarmice.com ha. Hoặc là lên Facebook nó cũng có nữa. À, lấy xài. Bắp ở đây á, người ta bán là 1 ký 33 đồng các bạn. Mình hái trụ lũi ra hết cũng được, và mình để vỏ lại cũng được luôn, tùy mình thôi. Đó, 33 đồng 1 ký. Thì hôm bữa Huyền mua thì người ta cân bao nhiêu quên mất tiêu rồi, mà tổng cộng Huyền đếm là 21 trái á các bạn. Thì Huyền trả là 200 đồng. 195 Huyền trả luôn 200 đồng ha. Đó nè. Hồi năm trước Huyền đi á, là người ta trồng khoai hướng dương này nhiều lắm. Trồng nguyên một hàng ở đây luôn, năm nay xong người ta không có trồng các bạn. Bây giờ Huyền vô Huyền lấy cái bọc. Đợt này Huyền đi hái ở cái đường dưới nha các bạn. Đường trên người ta hái hết rồi. Yeah. Đường trên người ta hái hết rồi. Hôm nay người ta chỉ mình đi xuống dưới đường dưới. Yeah. Rất là nhiều người luôn ha. Huyền ngại, Huyền không dám quay. Không biết ta thích không á. Đi lấy. Hả? Ở đây có cái dòng sông hả? Ồ, đây nè. Năm nay thiếu hoa hướng dương nha các bạn. Chứ năm trước hoa hướng dương đẹp lắm. Nè. Ồ, cái đám này, cái đây nó bự quá. Mấy tuần trước nó hay ở ngoài ha. Ờ, bây giờ người ta kêu mình đi xuống. Vô trong này. Dạ. Các bạn biết không, bắp ở đây dẻo mà ngọt nha các bạn. Ngon lắm. Kỳ này mình hái mình để dành thứ hai mình nướng nè. Dạ. Nướng ăn mỡ hành ngon dạ. Như Việt Nam mình á. Ừ. Trời ơi, đi hái bắp ở đây xuống các bạn ơi. Các bạn vô sạch trải sẽ nghiệm. Ờ, sạch sẽ lắm. Không có dơ. Ừ, Huyền bận áo tay dài để cho cái lá bắp nó không có cắt đó các bạn. Bên đây mình đem bao tay nữa sợ nè các ngứa. Bạn. Bên đây mình có đem bao tay nữa nè. Hôm nay đem bao tay luôn cho nó sạch luôn. Ở đây nè. Lát đeo không nè. Ở đây người ta chỉ cái đường vô ha. Hôm nay. Nó khỏi dính. Hôm nay mình muốn đi ở đâu mình đi. Ở đây nè các bạn. Tùy mình muốn chọn cái hàng nào mình chọn. Đi hàng này đi. Đi vô hàng này nha. Hôm nay để cho anh Hùng hái ha. Tại ổng cũng khoái đó. Nè ngon lành luôn. Đây coi để em. Này các bạn. Trời, bắp ở đây hồi nó đều lắm các bạn ơi. Đó, mình dạch ra đây, bắt đầu mình hái luôn giống mấy người nó quy nè. Ừ. Đó, bên đây mình lột ra luôn đó. À, vài trái chừa vỏ lại không? Ừ, hai bọc. Ê, mình lấy một cái bọc mình đựng rau bắp về nấu nước uống không ta? Được không? Tổ rau bắp nấu nước uống tốt lắm. Mình bỏ vô đây luôn. Dạ, bỏ. À, mấy cái này nướng ha? Dạ. Hay lựa trái già hay nướng? À, mấy sao? Trái mà luộc thì mình bẻ cái cùi luôn. Có cô kêu chừa một lớp vỏ nữa nướng á. Vậy hả? Nướng hoặc luộc á thì nó sẽ thơm hơn á. Nhưng mà nói chung bắp ngon lắm các bạn ơi. Bắp ngon mà ngọt lắm. Này luộc nè. Ừ. Đó, mấy cái này luộc nha. Lột hết cho nó nhẹ ký. Người nấu y ở đây người ta lấy cái trái trụi lũi không à. Đúng rồi. Đó vậy nè các bạn. Mấy tôi Hùng ngon nè. Mấy tôi Hùng khoái lắm, ngon chứ. Ok, bây giờ mình đi lựa mấy trái bự mình hái ha. Dạ. Alex kìa. Alex, anh cũng lựa trái bự không á. Alex lựa cái râu ở trên nó màu đen á con. Một cái hạt. Đúng rồi. Trời ơi, anh có ai đói quá ăn bắp sống luôn kìa. Đâu. Cả còn cái cùi nữa các bạn. Trời ơi, trong đây sao người ta ngon hái. Này. Wow. Ôi, trái ngon. Hình như trái nào như trái nấy à. Ừ, nè, Alex hái trái này nè, anh coi được không? Lột được. Ra luôn đi. Mê các bạn. À, cái này là để về mấy trái già già bự bự này về mình nướng. Dạ. Để cái cùi. Dạ. Cái đây nha. Dạ, không cho các bạn coi nè, nó dài thăm thẳm phía dưới luôn á nha. Dài lắm, có mấy cây á. Ờ, Alex hái trái hơi bị nhỏ hả con?
Ủa, ở đây này. Trời, nếu mà các bạn thích ha, các bạn vô đây lụm rau bắp về rửa mình nấu uống á các bạn, nhiều lắm luôn á. Trái nè con bự. Nè các bạn. Thấy không? Người ta trồng cái cây nó ốm như là cây sậy vậy đó ha, mà trái quá trời trái luôn. Ừ, sao hay dữ ha. Dạ. Còn cây của Huyền á nó nuôi cái thân không cây à. Cây của mình nó bự hơn này nhiều luôn á. Cây của mình nó như cây mía vậy đó. Nè. Trái nào cũng đều hết á. Ừ. Nè. Quá trời đều luôn. Alex kìa, ổng tuốt ở dưới kìa. Cái ăn sống luôn mới ghê á chứ. Vô đây ngồi ăn nè giống như ngựa vậy. Hay là dắt con ngựa theo. Cạp ăn sống mấy trái luôn á các bạn. Chắc nó ngọt á anh. Ê nè, em thấy cái trái bự bên đó kìa. Trời ơi, nó nhiều lắm anh ơi anh. Ê nè, nhiều dữ lắm. Ừ, còn quá trời nhiều luôn là người ta hái không bao giờ hết ha. Dạ. Các bạn biết không, đi như vậy nè, mấy đứa con nít thích lắm mà người lớn mình cũng mê nữa. À, nó dẫn nít đi quá trời. À, Huyền mua 33 đồng tiền nâu y 1 ký nha các bạn, thì chắc khoảng 33 đồng chắc 80 ngàn 1 ký á. Mà 1 ký thì nó khoảng 4 đến 5 trái á các bạn. Nhưng mà tụi Huyền lựa mấy trái bự như vậy là 3-4 trái 1 ký. Đây nè. Mới đây vô đây rồi nè, thấy chưa? Ừ, quá chừng rồi. Không cần đi nhiều, đi xa. Ừ. Để cho các bạn coi nè. Đó, một cây 2-3 trái luôn nha các bạn. Trồng hay quá. Mà ở đây người ta Huyền thấy trồng cũng thiệt là khích luôn nè. Trồng khích 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 không à. Đây nè các bạn. 2-3 trái, 2-3 trái luôn. Đã quá. Không biết có dùng phân bón gì không mà sao tốt dữ. Có trái á. Cây nào cũng chỗ cờ đều hết á các bạn. Wow, đây nè các bạn ơi, Huyền qua đây Huyền thấy nè. Trái nó bự nè. Nè, đây nè, lấy trái này nè Alex. Anh Nguyễn một hàng ở đây sao nó bự dữ vậy nè. Hái hàng đó đó. Cái hàng này nó bự nè các bạn. Đây là có nguyên một cái hàng này nè, hái hết 5-6 trái này đi. Nào, đưa đây cho mẹ. Nào, nào, nào. Hay là mình để vỏ không mớ không? My God. Lột bớt sơ sơ thôi, để vỏ không mớ đi. Đưa cái bọc của em, anh bỏ vỏ. Đó, đây nè các bạn, nguyên một hàng luôn á. Để vỏ lâu á thì nó không có bị héo. Không có bị héo cái hộp á. Đây nè, Huyền hái trái này nha các bạn. Đây nè, trái này nữa nè con. Tôi đang thôi. Chết rồi, bây giờ nhà Huyền mê hái quá, không thèm quay luôn rồi. Đây nè các bạn ơi, ba bọc luôn rồi, thôi chắc đủ rồi anh ơi. Nhiều quá, ăn không hết đâu. Vô hết mà. Chà, ăn ngày. Đây nè nè, anh lột hai trái dưới này luôn đi. Thôi vậy hái nữa thì thèm á. Thèm á, nhiều luôn rồi. Ở đây giờ hái 5-7 trái để vỏ ha. Ờ đó, mấy trái đó đó. Cô chú coi. Cô chú coi á, hái nè. Nó giỏi lắm. Đó, trái to to không mà chẳng lẽ hái hoài rồi. Đây nè các bạn, bên đây nữa nè. Đây nè. Đây nè. Trái bự 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 không à cả nhà ơi. Mê lắm luôn. Đây nè. Thôi thôi thôi, không hái trái đó, còn trái đó ốm lắm. Để coi, đủ rồi. Ô trời, trái này. Trái này các bạn ơi. Trái này. Ủa, nhịn cái cây lại. Thôi stop rồi, sợ gãy cây người ta. Vô bọc lên coi. Hai trái con. Yeah. Anh vô cái bọc kia lên hai bọc luôn. Yeah. Anh đã che cái mặt rồi, hết chụp hình nữa mặt anh ấy. Đó, bây giờ tụi Huyền đi ra nha các bạn. Chứ quá trời rồi, cứ đứng là muốn. Đứng là muốn hái đứng hoài luôn. Thôi mà đầy bọc ha. Ừ. Thôi đi ra. Hái hồi á không không xách nổi luôn á. Đây nè. Nữa hả? Trời ơi, đây nè các bạn ơi, trái này sao nó to dữ anh. Thôi thôi thôi. Một, hai, ba. Trời ơi, không hái trái chính giữa thôi. Trời ơi, nó ham kìa trời. Luôn. Đó, nữa coi. Rồi đi. Đây nè các bạn, mê á. Hái mê quá trời luôn, đi ra cứ tại thấy nó ham á các bạn, quá trời trái luôn à.
mà nó cũng có con sâu nghe các bạn. Nhìn con sâu ngớm quá, sâu đen thù lùi bự. Trên đường ra mà còn còn ham nè. Thôi đủ rồi, ba bọc bự quá rồi, để dành mình nướng nè. Nha, mà lấy ham biểu quá. Ba chịu ham á. Nha, cho đây mình lột một vỏ thôi. Dạ. Mình để vỏ mình để dành nè. Đó. Mê không cô chú, quá mê luôn phải không? Đó. Đi vô tính tiền. Nhóc người mua hết các bạn, bán đắt lắm các bạn. Lần nào Huyền vô Huyền cũng thấy đông hết á. Nhà Huyền có ba bọc chứ nhiêu. Người bọc. Ờ, nhất là mấy đứa con nít đó, nó thích lắm. Lâu lâu đi. 300 mấy á. Bao nhiêu đấy? 330. Ôi, vì tha thu sòn nè. Dạ. Dạ, tại vì 350 kg nè. Dạ. 33 đồng một ký nha các bạn. Dạ. Mê chưa cả nhà? Đa bọc luôn á. Đa bọc. Thôi bây giờ tôi... Ờ, có bọc than nữa nè. Bây giờ tôi Huyền sẽ về ha. Hẹn các bạn... Nướng. Đầu tuần tôi Huyền sẽ nướng nha các bạn. Hẹn các bạn ở lò nướng bắp. Hẹn các bạn ở lò nướng bắp nha. Ok, tụi Huyền đi đây, bye bye.